Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Đinh Viết Duy Trung. Hôm nay mình 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 11 của trường Chaminade. Mình tới Chaminade năm tháng 8 năm ngoái. Thì đây là năm đầu tiên. Thì sống ở Chaminade đầu tiên cũng rất là khó khăn và vất vả, kiểu do là năm đầu du học, thành ra mình cũng chưa có làm quen với cách học ở đây, và bạn bè cũng có thể nói là lúc mới tới thì dân châu Á chơi chung với nhau. Thì sau đó được 2-3 tháng thì mọi người bắt đầu thân thiện hơn, bạn bè trong trường và lẫn trong dorm các nước cũng thân thiết với nhau hơn. Thì mà riêng bản thân mình thì mình cũng làm bạn được với khá là nhiều bạn, điển hình như là mình có hai người bạn thân, một người từ nước Latvia và một người đến từ Ấn Độ, là người bạn chung phòng của mình hiện giờ. Thì cuộc sống trong dorm cũng rất là thú vị, kiểu nếu mà mình ở ngoài thì có thể nói là cái một năm nay bạn của mình sẽ ít hơn rất là nhiều, nên năm nào du học thì mình khuyên tốt nhất là nên ở trong dorm. Bạn bè cũng có thể kiểu như đi du học, và năm đầu thì bài tập cũng rất là khó, và lại những cái môn học cũng rất là khó hiểu, nên bạn bè các nước có thể ngồi lại giúp nhau đỡ trong dorm. Mà những người những người prefect trong dorm, những người mà trong trường mình thì sẽ cũng rất là tốt. Đa số những số họ là người giúp đỡ giáo viên trong trường, nên thành ra công việc gì thì mình cứ hỏi họ, thành ra họ sẽ chỉ giúp đỡ mình hết. Cho nên nghĩ Chaminade là một trường rất tốt, ba mẹ cho mình học ở đây là một quyết định đúng. Nên Peace.